Rồi hả? Mới check in ở ngoài cổng xin 3 tiếng 25 phút nữa là tới thành phố Hồ Chí Minh. Tới Sài Gòn. Giờ đang lên máy bay này. Hồng với Loan sắp gặp người nhà rồi. Bye bye. Loan sắp đi vô máy bay rồi đó. Thôi con chào hai bác nha, kính chúc hai bác được mạnh khỏe thì vui có Loan vậy. Hai. I will come board. Loan đang vô cái chỗ ngồi 57, phòng 57 đi. Loan 57 xây. Đây là trên thang của Loan. Loan đang đi kiếm ghế. Hãy hai người ngồi ở dãy giữa. Giờ là ngồi nhảy gần cửa sổ. Trên máy bay lại cũng có cô tiếp viên nói tiếng Việt, nói đây có nhiều người đi, người Việt đi thì nó đỡ sợ. Đỗ Hồng với Loan ngồi ở đây ngay cửa sổ. Ok, let's go. Sáng sớm Đài Loan. Đài Bắc, Thái Quan. Người đẹp hả? Chào hai chị đẹp gái. Không dám, không dám. Ok. Tạm ngưng nghe. Hành khách đang vô. Máy bay. Tại trời là Đài Bắc. Sao chị Hàm đang điệu nè. Còn tóc buồn xuống. Ai? Chị ở đây nè. Đâu có. Phải không? 17 năm rồi hả? Ủa? Dạ 2007. Dạ đến tháng này hả? Chị Việt Nam ta thấy lạ rồi. Sao già dữ. Dĩ nhiên rồi, 17 năm không già chứ làm gì. Trẻ đang thành phinh hả? Đang chuẩn bị vô đó. Mẹ mở cửa cho con coi ở ngoài đi rồi. Đẹp dữ. Oh my god. Trời ơi, nó coi. Dạ, trời ơi, đẹp cái gì mẹ. Oh my god. Dễ sợ ha. Không có sợ. Thank you.
三，各位请注意，台湾空飞的杨三九五被网红证明是无人机，由于地面作业尚未完成，飞机时间将更改为早上的6:00。Cái gì đây hoặc quan trọng để nói tiếng Việt đó đồ điện tử hay thuốc cần dùng trên máy bay xin mời bỏ ra trước khi làm thủ tục ký gửi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Hello.I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like.Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement.
Cái không khí Việt Nam thoải mái quá. Nóng quay đi, lên trước đi. À, lại tới Sài Gòn rồi. Đi đi lo. Hả? Có. Sân bay Tân Sơn Nhất. Chào bác. Có ai đón bác không? Còn ai còn chị? Dạ. Bạn nhỏ vậy? Dạ, bác cũng vậy nghe. Điện lời gì? Con 6 tuần nữa không biết giờ lại con ra. Dạ. Chưa lại 8 tuần. Dạ, chào bác chú dễ okay, nha. Ok, dạ, bác vui dễ nha. Dạ. Điện lời về mình ăn nha. Bác đi ngoài cũng cẩn thận nha. Dạ. Rồi tới chỗ hải quan tạm thời dừng lại nha bà con.